ngày 22 tháng 4 năm 2023 nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm Quý Mão tại chùa Chơn Giác, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất cố thượng tọa thích lễ trường, phó trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè. Chứng minh tham dự có hòa thượng thích lãng quỳnh, thành viên hội đồng chứng minh giáo Hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng thích thiện đức, ủy viên thường trực hội đồng trị sự, phó ban trị sự, kiêm trưởng ban kiểm soát Phật giáo thành phố. Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban Giáo dục Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Thiện Từ, Ủy viên ban trị sự Phật giáo thành phố, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè cùng chư tôn đức giáo phẩm ban chứng minh Phật giáo huyện Nhà Bè, Thượng trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhà Bè, ban trị sự các quận huyện và chư tôn đức tăng ni tự viện trên địa bàn huyện, môn đồ pháp quyến cùng các Phật tử gần xa. Sau khi ban kinh sư thực hiện nghi thức khai kinh bạch Phật và cung tuyến giác linh chị tôn giáo phẩm đảm thành kính niêm hương tưởng niệm cầu nguyện giác linh cố thượng tọa cao đăng phật quốc đại diện môn đồ pháp quyến đại đức thích lệ phát cung tuyên tiểu sử ôn cuộc đời và đạo nghiệp của cố thượng tọa thích lệ trường đảm dành cho đạo pháp và dân lời tác bạch cúng dường trai tăng chư tôn đức hiện tiền chứng minh thượng tọa thích lệ trường thế danh phạm công thạnh sinh năm 1968, thân phụ là ông phạm công bang thân mẫu Trương Thị Phấn, nguyên quán Gò Công Đông. Thượng tọa sinh ra và lớn lên trong một gia đình kính tinh tam bảo. Duyên xưa đã sẵn, phải thời đêm qua, năm 1985, tại Chùa Đức Phú, với bi tâm thương tưởng của Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thiện Hạ Nghĩa, lúc bấy giờ làm tòa chủ, trụ trì Chùa Đức Phú, đảm gian tay chào đón một mầm non xuất sĩ, ban cho pháp quý không lượng, hiệu thiện thọ, Kể từ đó, mọ sớm chuông chiều dung bồi đạo hạnh nương bên bóng thầy mà chỉnh chu tế hạnh. Nhớ lời thầy dạy, tuệ đức, duy sư, tẩn tu phạm hạnh để mở mang và tiếp cận những chân trời cao rộng của Phật Pháp. Thầy đám đảnh lễ bổn sư mà tham phương cầu học. Hơn 5 năm dài cộng trú với tăng thân trường sơ trung Phật học tại dạng Phật quan đại tổng lâm. Do bệnh duyên, thượng tọa thích lệ trường, phó trưởng ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam huyện Nha Bè, Duyên tịch vào lúc 1 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2023 nhằm bị 4 tháng 2 năm quỷ Mão tại Chùa Đức Phú số 9 xuyệt 19 đường Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 56 năm, 28 hạ lạc.